Dạ vâng, shop phụ kiện săn bẫy, phụ kiện bẫy chim đêm xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe toàn thể các bác, đặc biệt là các bác yêu thích nuôi chim cu gái. Thì ở cái nội dung video giới thiệu sản phẩm ngày hôm nay thì em gửi tới các bác cái mẫu lồng thủ Bắc Giang để các bác nuôi những con chim cu gái làm mồi làm khách các bác nhé. Thì trên màn hình các bác đang theo dõi đây là hai cái mẫu lồng size 35 và size 40 mà bên shop vừa hoàn thành một lô. Bác nào mà xem được cái video này mà cần cho mình cái mẫu lồng thủ Bắc Giang size 35, size 40 thì hãy để lại số điện thoại hoặc comment bên dưới video. Bên shop sẽ có nhân viên tư vấn trực tiếp. Và em xin nói cách thức giao hàng mua bán là các bác đặt hàng, khi hàng chuyển đến thì các bác được phép kiểm tra. Kiểm tra hàng ok thì các bác thanh toán tiền giúp shop các bác nhé. Và sau đây thì em sẽ đi giới thiệu chi tiết về hai cái mẫu lồng này để các bác cùng theo dõi. Thì trên màn hình các bác đang theo dõi đây, đây là hai cái mẫu lồng size 30 và 35. Đây, cái gần màn hình nhất đây là size 30 các bác nhé, size 35. Cái gần màn hình là size 35 các bác nhá. Với những size 35 này thì những con chim cu gáy hoặc những con chim các bác nuôi làm chim khách ấy, nó sống trong này rất là thoải mái tại vì diện tích nó rất là rộng. Ngoài diện tích rộng như thế này thì các bác có thể là đặt những cái cống ăn, cống uống cũng rất là rộng các bác nhá. Thì với hai cái sản phẩm bên shop làm ra thì bán giá thành rất là rẻ, bán giá thành rất là rẻ các bác nhá. Thì chất liệu để tạo lên hai cái mẫu này ấy, toàn bộ là bằng mây và bằng tre kết hợp các bác nhé. Mây tre kết hợp. Thì toàn bộ những cái lồng này thì trước khi bán ra ngoài thị trường thì bên shop đã xử lý chống muỗi mọt này. Ví dụ như là tre thì đã được ngâm xử lý. Và sau khi kết thành những cái lồng như thế này, tạo thành những cái lồng này thì đã được hun khói, một lớp khói nha các bác nhé. Thì tác dụng của cái việc hun khói là để tránh sự lấm mốc, tránh sự muỗi mọt các bác nhé. Thì đảm bảo cho các bác khi các bác mua về dùng trong quá trình 575 thì chiếc lồng vẫn bảo đảm không bị muối mọt các bác nhé. Thì các bác trên đang quan sát trên màn hình đây, đây là cái lóc lồng nhá. Cái lóc lồng này thì làm toàn bộ 100% là từ cật tre. Và những cái tre này là những cái tre già đã được tuyển chọn các bác nhé. Còn cái lúm để lắp móc này thì lựa chọn ở những cái cây gỗ mà có chất liệu dẻo dai, thì trong quá trình sử dụng thì sẽ không bị cong, không bị lứt các bác nhé. Và được tiện thủ công, tiện hoàn toàn bằng thủ công. Sang bên cạnh về phần thành của nó thì những cái lan này là toàn bộ là lan vót bằng tay các bác nhé, lan vót bằng tay nhưng mà rất là đều, tại vì là các nghệ nhân làm nên là nó rất là đẹp. Còn phần kết nối giữa lóc lồng và thân lồng thì được kết bằng những cái sợi tre như thế này các bác nhé. Sợi tre như này rất là chặt và toàn bộ cũng là tre cật các bác nhá, tre cật 100%. Và phần đáy này cũng thế các bác nhá. Còn về cái chân của cái lồng này thì được tạo bằng mây, làm rất là chắc chắn và đẹp. Cái đặc điểm ở bên trong cái cầu, bên trong của cái lồng này thì có một cái cầu để bên shop đã làm sẵn để cho con chim nó đậu trong quá trình nó sinh sống. Nó ở đây thì nó được tự do thoải mái nhất các bác nhá. Tự do thoải mái nhất. Và bên đáy, dưới đáy của nó thì có một cái lớp nhựa. Cái lớp nhựa này có tác dụng là khi mà con chim nó sinh sống ở trong này á, thì nó vệ sinh ra đây thì các bác có thể là tiện tháo lắp để vệ sinh cho nó sạch sẽ các bác nhá. Đấy ạ. Còn về phần cửa của nó thì cửa cũng làm rất là đẹp. Và cửa rất là dễ sử dụng các bác nhá. Khi các bác tháo những cái dây này ra là các bác có thể là mở lên mở xuống, nó trượt rất là nhẹ nhàng và rất là dễ sử dụng. Thì hai cái sản phẩm này ạ là sản phẩm kích thước 35cm và kích thước 40cm. Hai cái sản phẩm này thì bên shop bán ra ngoài thị trường cũng rất là rẻ thôi. Bác nào mà xem được cái video em giới thiệu sản phẩm này thì nếu mà cần cho mình cái size 35 hoặc size 40 hoặc là size nhỏ hơn thì bên nhà em có size 30, hãy để lại số điện thoại hoặc comment bên dưới video. Bên shop sẽ có nhân viên tư vấn trực tiếp. Và cái hình thức giao hàng thì em cũng xin nhắc lại là ship hàng CD toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra hàng ok mới phải thanh toán các bác nhá. Một cái video ngắn em giới thiệu về cái mẫu sản phẩm lồng thủ Bắc Giang đến đây là hết. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.